Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Hẻm Đồ Họa Trainin. Như các bạn đã biết, vừa rồi Adobe vừa mới update tính năng AI trong phiên bản Photoshop CC 2025 với hai điểm nổi bật đó là xóa dây điện và xóa con người. Và ngày hôm nay, Đức sẽ chia sẻ đến các bạn mẹo để các bạn sử dụng hai cái công cụ AI này thật sự hiệu quả cũng như là dành cho những bạn đang sử dụng bản quyền là một bản license hoặc là các bạn đang sử dụng một cái bản gọi là không chính thống Cách mà các bạn sử dụng cái tính năng này thì chắc hẳn ai cũng có thể biết được Nhưng mà sử dụng sao để cho nó hiệu quả Thì có lẽ là các bạn sẽ xem hết video này dùm Đức nhé Rồi ở đây đức có cái stop là cái đường phố của cái tiếng này cái tiếng như là Trung Quốc phải không các bạn Trung Quốc hay Nhật như là Trung Quốc nè thì các bạn thấy nè có những cái phần dây điện nó bị thừa ra như thế này thì để sử dụng cái tính năng AI này á thì đầu tiên á các bạn sẽ tạo một cái lớp layer mới nha layer rỗng nè mình khuyên các bạn á nên tạo một cái lớp layer mới như thế này hoặc là các bạn có thể là nhân đôi cái layer lên nhưng mà ở trong cái trường hợp nhân đôi cái layer background này lên đó thì cái file bạn nó hơi nặng hơn một tí xíu. Thì trong trường hợp này mình khuyên các bạn nên tạo một cái layer rộng phía trên ha để các bạn tiết kiệm được cái dung lượng file của các bạn cũng như là các bạn tận dụng được tối đa cái tính năng. Rồi khi mà các bạn đã tạo cái lơ rộng rồi thì các bạn sẽ vào cái công cụ remove tool của nó ha. Thì trong đây nó có cải tiến hơn Thì các bạn nhìn lên cái thanh status 2 Trên cái thanh option của nó thì các bạn sẽ thấy cái mục là file detection ha Thì các bạn lít sổ ra Rồi ở đây các bạn lưu ý là các bạn nên chọn vào cái layer rỗng ha Và các bạn sẽ lít vào cái tính năng là sample on layer ở đây ha Các bạn phải lít vào cái tính năng này thì nó mới chạy được nha Rồi ở đây các bạn sẽ chọn vào question and cable ở đây ha Thì các bạn sẽ đợi cái Photoshop nó tính toán và nó sẽ xử lý cho các bạn ha, cũng khá là nhanh. Rồi thì ở đây cái phần dây điện trên cái bức ảnh đó, nó đã được xóa đi và có thể nói rất là perfect ha. Và những cái thay đổi này nó chỉ tác động ở trên cái layer 1 thôi. Có nghĩa là khi mà các bạn tắt cái layer 1 nè, đó thì các bạn thấy cái dây điện nó hiện lên, còn khi mà các bạn bật lên nè, đó thì những cái dây điện nó sẽ mất đi ha và cái lơ gốc của bạn hoàn toàn không bị ảnh hưởng đó là nguyên nhân tại sao mà đức khuyên các bạn nên tạo một cái lơ rỗng ha rồi xen một cái trường hợp thứ hai là xó con người thì ở đây các bạn cũng làm tương tự ha các bạn cũng tạo một cái lơ mới lơ rỗng nha rồi các bạn sẽ chọn vào cái lơ rỗng này Bên đây thì các bạn cũng chọn vào cái công cụ Remove Tool và lưu ý á, là tích vào cái tính năng Sample only ơi Rồi ở đây các bạn cũng chọn vào File Distraction ở đây ha. Và trong phần này các bạn sẽ chọn về là people tại các bạn đang xóa con người mà. Rồi lúc này thì nó đã phanh vùng cho các bạn là những cái vùng nào có con người ha. Rồi thì các bạn cứ việc là click vào dấu tích Verify phía trên này ha. Rồi. Ở đây là cái điều mà Đức muốn nói đây. Trong trường hợp mà các bạn gặp một cái lỗi nó báo như thế này. Tại sao nó báo lỗi như thế này? Có nghĩa là nó đang sử dụng cái công nghệ AI để nó sẽ bù đắp lại những cái khuyết điểm, những cái vùng mà bị trống trong mà cái lúc mà nó xử lý là cái phần xóa vật thể, xóa con người á. Nhưng mà các bạn đang sử dụng một cái phiên bản Photoshop gọi là không có license thì sao các bạn sử dụng được tính năng này? Các bạn để ý nè, cái phần mod ở bên đây nè. Các bạn để ý cái phần mod bên đây nè, nó đang là on nè ha. Render active AI on nè. Thì các bạn lít sổ ra. Thì ở đây các bạn sẽ có hai cái tùy chọn. Một là nếu mà các bạn đang sử dụng bản quyền thì mình khuyên các bạn nên chuyển về auto. Có nghĩa là trong trường hợp mà máy bạn không có kết nối internet thì á nó cũng sẽ sử dụng cái tính năng auto. Có kết nối internet thì nó cũng sẽ sử dụng được cái tính năng AI còn trường hợp nếu mà bạn nào đang sử dụng một cái bản gọi là một cái bản không chính thống Nó nôm na là một cái bản thuốc đi Thì các bạn nên chọn về là up ha Cái phần này các bạn chọn up Có nghĩa là ở đây á, trong trường hợp nếu mà máy bạn đang sử dụng bản quyền Thì các bạn nên chọn auto ha Trong trường hợp mà nếu mà máy bạn đang ngắt cách tới internet gì đó Thì nó cũng sẽ chuyển qua chế độ auto được Còn nếu mà bạn đang sử dụng một cái bản thuốc, một cái bản không chính thống Thì bắt buộc ở cái phần này nha, lưu ý các bạn phải chọn về ốp các bạn không được phép chọn hai cái option ở trên ha các bạn sẽ chọn về ốp như thế này cho mình rồi mình lít trở lại ha chọn billboard nè rồi tích vào dấu tích verify phía trên ha để apply nó Thì trong trường hợp này các bạn thấy rõ ràng là nó cũng xóa được. Nhưng mà đây là một cách chữa cháy, có nghĩa là nó sẽ không đẹp bằng khi mà các bạn có license có bản quyền thì nó sẽ hiểu, nó sẽ thêm những cái chi tiết vào, nó sẽ bù đắp những cái chi tiết mới vào, nó sẽ làm cho cái bức ảnh các bạn nó được perfect hơn ha. Nhưng mà đứng ở một cái góc độ nào đó nếu mà các bạn thấy xử lý như thế này là cũng rất là ok rồi ha. Tương tự thì đối với cái phần dây điện của cái đoàn tàu này Nếu mà không thích thì các bạn cũng thể xóa luôn ha Rồi các bạn chọn Vision and cable ở đây ha Rồi, Lúc này thì các bạn thấy cái phần dây điện nó đã được xử lý rất là ok ha Thì ở đây á, các bạn lưu ý cho mình là cái mẹo nhỏ này nha Có nghĩa là trong trường hợp nếu mà các bạn nào đang sử dụng một cái bản license Thì các bạn cứ vô tư Còn nếu mà bạn đang sử dụng một cái bản gọi là cái bản không chính thống Bản thuốc á Thì các bạn nên tắt cái tính năng AI của nó đi Để nó xử lý được cái phần con người ha Đức hy vọng rằng với cái mẹo nhỏ này sẽ giúp ích hơn cho công việc của các bạn Và cũng như là nếu mà bạn nào muốn trải nghiệm cái phiên bản Photoshop CC 2025 này Thì ở đây các bạn cũng có thể ghé cái lóc của mình Đó là hẻm đồ họa training để các bạn có thể download và trải nghiệm ha Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp